Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao có những người nhập hàng từ Trung Quốc và kiếm được lợi nhuận khủng? Trong video hôm nay, tôi sẽ tiết lộ cho bạn cách họ làm điều đó mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức để nhân đôi lợi nhuận cho mình. Nhập hàng từ Trung Quốc không chỉ giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể mà còn cho phép bạn tiếp cận với nguồn hàng đa dạng và độc đáo. Đây là một lợi thế lớn khi bạn kinh doanh trong một thị trường cạnh tranh như hiện nay. Thử nghĩ xem, bạn có thể nhập những sản phẩm mà thị trường Việt Nam chưa có hoặc có giá cao hơn nhiều. Việc này không chỉ giúp bạn có lợi thế cạnh tranh mà còn dễ dàng thu hút được nhiều khách hàng hơn. Để nhập hàng từ Trung Quốc một cách an toàn và hiệu quả, điều đầu tiên bạn cần làm là biết cách sử dụng các nền tảng thương mại điện tử uy tín. Hiện nay, có một số nền tảng phổ biến mà bạn có thể dựa vào để tìm kiếm nguồn hàng phong phú với giá cả rất cạnh tranh như Alibaba, Taobao và 1688. Alibaba là một trong những nền tảng lớn nhất thế giới, nơi bạn có thể tìm thấy hầu hết mọi sản phẩm từ các nhà cung cấp khắp nơi. Đây là nơi lý tưởng cho những ai muốn tìm nguồn hàng chất lượng với số lượng lớn, đồng thời có thể đàm phán trực tiếp với nhà cung cấp. Taobao là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm những sản phẩm độc đáo, phù hợp với thị hiếu của thị trường Việt Nam. Trên Taobao, bạn có thể tìm thấy nhiều sản phẩm mới lạ, cập nhật theo xu hướng, và điều này giúp bạn tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. 1688 là nền tảng chuyên dành cho việc mua sỉ với số lượng lớn. Đây là nguồn cung cấp hàng sỉ phổ biến nhất cho các thương nhân Trung Quốc và quốc tế. Với 1688, bạn có thể thương lượng để có được mức giá sỉ thấp nhất, phù hợp cho những ai muốn tối ưu hóa chi phí nhập hàng. Chỉ cần nắm vững cách sử dụng những nền tảng này, bạn sẽ dễ dàng tìm được nguồn hàng tốt nhất với mức giá hợp lý nhất, giúp bạn tăng lợi nhuận và phát triển kinh doanh một cách bền vững. Bạn, bí quyết thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với bạn chính là đừng ngần ngại đàm phán. Giá cả và điều kiện giao hàng gần như luôn có thể thương lượng, đặc biệt khi bạn đặt mua với số lượng lớn. Đừng nghĩ rằng giá niêm yết là cố định, rất nhiều nhà cung cấp sẵn sàng giảm giá hoặc đưa ra ưu đãi nếu bạn biết cách thuyết phục. Hãy thẳng thắn trao đổi với nhà cung cấp về giá cả, thời gian giao hàng và các điều khoản khác. Nếu bạn mua hàng đều đặn và số lượng lớn, họ thường sẽ rất linh hoạt để giữ chân bạn. Đàm phán không chỉ là về giá, mà còn có thể bao gồm cả thời gian giao hàng nhanh hơn hoặc điều kiện thanh toán có lợi hơn cho bạn. Đôi khi, chỉ cần một chút kiên nhẫn và sự quyết tâm, bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Đây không chỉ là một khoản tiết kiệm mà còn là lợi thế cạnh tranh của bạn trên thị trường. Nhớ rằng, trong kinh doanh, mỗi đồng tiền tiết kiệm được đều giúp bạn có thêm lợi nhuận. Bí quyết thứ tư mà tôi muốn chia sẻ chính là sử dụng những ngày lễ để mua hàng. Ngày 8 tháng 1 âm lịch, khai xuân cầu lộc. Theo quan niệm Trung Quốc, ngày 8 tháng 1 âm lịch được coi là ngày đẹp nhất đối với người làm ăn buôn bán để bắt đầu mở hàng khai xuân. Do vậy, hàng loạt các chương trình khuyến mãi được tung ra trong ngày này nhằm thu hút khách hàng mua sắm để bắt đầu một năm kinh doanh thuận lợi. Ngày 1 tháng 5, Quốc tế lao động. Dịp Quốc tế lao động tại Trung Quốc được nghỉ khá dài. Trong dịp này, rất nhiều các chương trình khuyến mãi, giảm giá được tung ra để kích thích nhu cầu mua sắm của mọi người trong kỳ nghỉ lễ. Ngày 1 tháng 6, Quốc tế thiếu nhi. Có một sự thật là mua đồ cho bản thân thì còn nhiều đắn đo. Nhưng các bậc phụ huynh lại đặc biệt mạnh tay khi chi tiêu cho con cái. Bởi vậy, dịp Quốc tế thiếu nhi thời điểm vô cùng thích hợp để mở hầu bao của các bố mẹ, ông bà. Vô vàn đợt khuyến mãi tập trung vào các mặt hàng cho thiếu nhi từ đồ chơi, dụng cụ học tập, thời trang. Những ngày gắn với con số 6, 8. Trong quan niệm người Trung Quốc, số 6 có nghĩa là lộc, số 8 phát âm gần với từ phát. Vì vậy, những ngày có hai số này được xem là các ngày mang sự may mắn, phát tài, phát lộc. Ví dụ, 6 tháng 6, 8 tháng 6, 6 tháng 8, 16 tháng 8, 8 tháng 8, 18 tháng 8, 16 tháng 6. Những ngày này luôn có những đợt giảm giá lớn, với mong muốn gặt hái được nhiều may mắn trong kinh doanh của giới nhà buôn Trung Quốc. Đặc biệt hơn, vào những đợt sale này mặt hàng giảm giá vô cùng đa dạng. Từ bình dân đến cao cấp, từ thời trang, đồ gia dụng đến máy móc công nghiệp. Đây là cơ hội lớn nhất cho các nhà kinh doanh gom được hàng với giá tốt. Black Friday. Ngày thứ 6 đen tối thực tế đã trở thành một nét văn hóa trên toàn thế giới. Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Các trang thương mại điện tử hàng đầu tung ra rất nhiều các chương trình giảm giá để hưởng ứng sự kiện Black Friday trên toàn cầu. Ngày 11 tháng 11, ngày độc thân. Xuất phát từ năm 2009 đến nay đã được 10 năm. Trung Quốc thực hiện chiến dịch xúc tiến thương mại điện tử do tập đoàn Alibaba khởi xướng. Cho đến nay, ngày 11 tháng 11 đã trở thành đại lễ mua sắm lớn nhất Trung Quốc. Các shop áp dụng những mức giảm giá lớn nhất từ 30 đến 70%. Đây là cơ hội lớn để săn hàng hiệu giá rẻ. Nhưng nhộn nhịp nhất phải kể đến các trang thương mại điện tử nổi tiếng của Trung Quốc. Hàng trăm, hàng triệu mặt hàng đồng loạt giảm giá cho bạn thỏa sức lựa chọn. Chính vì quy mô vô cùng lớn nên không sai khi nói đây chính là dịp sale off được mong chờ nhất trong năm. Ngày 12 tháng 12. Ngày 12 tháng 12 còn được gọi là ngày thích giảm giá hay ngày thương xót người mua sắm tại Trung Quốc.
người kinh doanh đã nghĩ ra ngày này để vớt vát những vị khách chưa kịp mua hàng trong dịp 11 tháng 11. Tất cả các trang thương mại điện tử nổi tiếng như 1688, Taobao, Tmall, JD đều đưa ra các gói lì xì có giá trị, kích cầu mua sắm trong những ngày cuối năm. Những đợt sale thường diễn ra rất ngắn và mặt hàng bày bán với số lượng có hạn. Vậy nên những sản phẩm hot sẽ thường hết trong nháy mắt. Vì vậy bạn cần nhanh tay để có thể vượt sale thành công trong khung giờ vàng nhé. Bí quyết thứ 5 và cũng là bí quyết quan trọng nhất, đó là luôn kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi quyết định nhập về số lượng lớn. Đây là bước không thể bỏ qua nếu bạn muốn đảm bảo rằng sản phẩm của mình đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và nhận được sự hài lòng từ khách hàng. Hãy yêu cầu nhà cung cấp gửi mẫu thử trước khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng. Đây là cách tốt nhất để bạn có thể trực tiếp kiểm tra chất liệu, mẫu mã và các chi tiết khác của sản phẩm. Nếu có điều kiện, bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ kiểm định chất lượng của bên thứ ba để có một đánh giá khách quan và chuyên nghiệp hơn về sản phẩm. Việc kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhập hàng không chỉ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có như nhập nhầm hàng kém chất lượng, mà còn giúp bạn xây dựng được niềm tin với khách hàng. Chất lượng sản phẩm chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công lâu dài của bạn trên thị trường. Đó là 5 bí quyết mà tôi đã học hỏi từ các dân buôn chuyên nghiệp và áp dụng thành công. Nếu bạn muốn nhập hàng hot trend và thành công trong kinh doanh, hãy áp dụng ngay những bí quyết này. Đừng quên, nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, share và đăng ký kênh của tôi để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video sắp tới.